إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد Thân hữu Muslimin thân mến, không lúc nào hơn lúc này cả là tín đồ Muslimin chúng ta cái niềm yakin, cái sự yakin tức cái sự kiên định với Allah Subhanahu wa Ta'ala, với những gì mà Allah Subhanahu wa Ta'ala đã hứa rất là yếu. Nó đang tuột dốc rất là xa. Cần phải chấn chỉnh và cần phải thắng lại, còn nếu không chúng ta sẽ tuột, không có cơ hội quay trở lại. Yakin, một sự kiên định vào những gì mà Allah Subhanahu wa Ta'ala hứa sẽ ban thưởng cho những người Muslimin, hứa sẽ ban cho họ nếu như họ phục tùng làm đúng bổn phận mình với Allah Subhanahu wa Ta'ala, dường như bị rất nhiều người Muslimin xem nhẹ, hoặc tin nhưng cái niềm tin họ chưa lên đủ yêu cầu, hoặc là họ không được đến cái mức yêu cầu. Bởi khi chúng ta những người Muslimin đứng trước những cái mệnh lệnh của Allah Subhanahu wa Ta'ala, thì lúc này những người Muslimin có những câu hỏi đặt ra. Họ tự đặt ra những câu hỏi: nếu như mình làm những cái điều wajib này đó, mình sẽ mất đi những cái quyền lợi khác, mình sẽ không được đi làm kiếm một số tiền nếu như chúng ta phải ở lại những chai Ramadan, hoặc chúng ta sẽ phải mệt mỏi không đủ sức khỏe để mà đi làm việc 7 giờ nếu như chúng ta thức dậy giấc 4 giờ để mà hành lễ Salat Fajr. Chúng ta sẽ mệt mỏi sau khi đã làm về nếu chúng còn phải thức dậy để mà chờ hành lễ Salat tại Masjid vào Dhuhr, thì không đủ sức khỏe, không có thời gian nghỉ ngơi để tiếp tục làm việc buổi chiều. Thì cái đó là những cái điều yakin nó bị yếu và bị dần như nó đang tuột dốc rất là xa, làm chúng ta không có niềm tin thật sự nơi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Trong khi chúng ta tin đó là thật, không phải là không tin, chúng ta tin, nhưng cái niềm yakin của chúng ta nó bị tuột dốc rất là xa, xa đến mức chúng ta cần phải thắng ngay bây giờ, còn nếu không chúng ta không thể thắng kịp. Thì có một câu chuyện từ Thiên Kinh Quran, một sự kiện rất là vĩ đại mà Allah Subhanahu wa Ta'ala thiên khải xuống cho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam vào lúc dầu sôi lửa bỏng. Vào cái lúc đó là lúc nếu không có yakin và không có niềm tin sẽ không vượt qua được nó. Và đây là lúc nếu như những người nào niềm tin không thực sự vào Allah Subhanahu wa Ta'ala, họ sẽ không bao giờ vượt qua được đó. Thì đây là cái mẫu chuyện để chúng ta lấy đó mà làm bài học. Và Quran được ban cho tháng Ramadan, và Ramadan là tháng của Quran. Thì những câu chuyện được Allah Ta'ala kể trong Thiên Kinh Quran nhắc lại chúng ta nghe. Tại vì có nhiều người trong chúng ta, rất nhiều người đọc về Quran trong một tháng có thể đọc được vài lần, nhưng chúng ta chỉ đọc bằng miệng, và chúng ta rất ít người, kể cả những người nói chuyện tiếng Ả Rập, kể cả những người nói chuyện bằng tiếng Ả Rập, những người hiểu bằng tiếng Ả Rập, nhưng họ mất đi cái sự tadabbur, tức là nghiên ngẫm về cái ý nghĩa và cái nội dung bên trong Quran. Thì đây là lúc để chúng ta nhìn lại nó, đây là lúc để chúng ta biết về nó nhiều hơn, về Thiên Kinh Quran, kinh sách của chúng ta những người Muslimin. Đó là kinh sách duy nhất trong Islam để chúng ta làm theo tất cả những gì trong đó. Thì Suratul Qasas,
Suratul Qasas, Allah Subhanahu wa Taala đã kể về mời rất nhiều câu chuyện trong đó. Và trong đó cái phần muốn nhắc cho chúng ta đó là câu chuyện giữa Nabi Musa alayhi salam với Pharaoh. Một câu chuyện mà Allah Taala kể không có tỉ mỉ trong cái phần này. Nhưng trong nó có một sự kiện rất là vĩ đại để chúng ta lấy đó mà bài học, để chúng ta kiên định về cái niềm tin và kiên của mình trong lòng. Và mong rằng qua câu chuyện này Allah Subhanahu wa Taala sẽ kiên định chúng ta nhiều hơn vào cái tháng Ramadan. Thì mẹ của Nabi Musa alayhi salam là một người phụ nữ như bao người phụ nữ khác, và bà ta mang thai cũng như bao người phụ nữ khác mang thai. Nhưng vào năm bà ta mang thai, người trong bụng đích là Musa alayhi salam thì lại là lệnh của Pharaoh ra lệnh giết hết tất cả con trai của con cháu Israel khi hạ sanh. Chỉ cần những ai là Israel hạ sanh vào năm đó là con trai sẽ bị chém và bị giết, không chừa bất cứ một ai. Đó là lệnh của Pharaoh, một bạo chúa. Và Allah Subhanahu wa Taala đã cho Musa alayhi salam ra đời vào ngay cái năm dầu sôi lửa bỏng đó. Thì bây giờ làm cách nào để Nabi Musa alayhi salam trở thành một vị Nabi của Allah Subhanahu wa Taala trong tương lai, trong khi còn trong bụng mẹ là đã phải mang lệnh là bị giết? Thì Allah Subhanahu wa Taala đã thiên khải xuống cho mẹ của Musa lúc. Những người tafsir, giới tafsir họ đã giải thích đó rằng Allah Subhanahu wa Taala đã thiên khải cho bà mẹ của Musa alayhi salam, mẹ của Nabi Musa alayhi salam trong lúc còn đang trong bụng. Fa auhay wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Và ta đã thiên khải cho mẹ của Musa, thì chỗ này thiên khải chỗ này bà ta không phải là gì Nabi, bà ta không phải là Nabi. Nhưng tafsir họ ghi rằng, họ giải thích rằng bà ta được thiên thần giả lại là một người phàm và đến báo cho bà ta biết về sự việc, và bà ta ảo ta làm một cái điều làm tin chắc rằng không có người mẹ nào có thể làm được. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i, và ta đã thiên khải cho mẹ của Musa sau khi hạ sanh Musa đó thì hãy đóng một cái thùng và để nó trong cái thùng. Sanh con ra không phải mà để ôm ấp nó mà hãy để nó trong cái thùng. Thì mẹ cái Nabi Musa alayhi salam đã chuẩn bị một cái thùng trước khi hạ sanh, và sau khi sanh con lập tức để liền vào trong cái thùng đó. Đó là điều đầu tiên, đó là đầu tiên. Nhưng cái điều đó chắc có để những người làm được. Điều thứ hai nó nguy hiểm hơn. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ. Và nếu như khi mà bà sợ về cái nó sẽ bị phát hiện bởi lính của Pharaoh giết đó, thì hãy ném nó xuống biển, ném cái thùng xuống biển. Subhanallah. Ném cái thùng mà trong đó cái đứa trẻ mới vừa sanh ra, mới vừa hạ sanh ra, và bà ta đã ôm con mình vào lòng và đã cho bú, đau lòng cắt ruột phải sanh đứa con mình ra, vừa ra đời là không được phép để bên cạnh mình, mà phải để vào trong một cái hộp, một trong cái thùng. Và khi sợ lính bắt được nó thì hãy đem ném xuống biển. Allah Subhanahu wa Taala bảo ném chứ không phải bị đặt. Nếu như đem đặt xuống biển thì nó có thể nhẹ hơn, nhưng Allah Subhanahu wa Taala bảo alki là hãy ném nó, ném cái thùng đó xuống biển. Thì chúng ta hãy biển, biết biển nó là như thế nào. Biển nó không phải như sông, nó có những cơn sóng rất là to, và những cơn mà gió lên thì nó càng làm cho sóng càng lớn hơn nữa. Những người mẹ nào có thể làm được cái điều này? Bà ta là một con người, bà ta không thể nào mà lại làm được những cái điều đó. Nhưng mà đây là lệnh của Allah Subhanahu wa Taala, và bà ta đã làm. Và em và chị của Nabi Musa alayhi salam đã cầm cái thùng đó ném xuống biển. Subhanallah. Thì làm cho bà ta đau lòng, bà ta buồn rầu, nhưng không được phép buồn. Wa la takhafi. Allah Subhanahu wa Taala đã bảo làm những cái điều đó, nhưng Allah Taala cấm không được phép buồn. Wa la takhafi. Đừng có sợ. Đừng có sợ gầu được. Và đừng có lo lắng gì cho nó. Wa la tahzani. Đừng có buồn rầu và lo lắng về số phận của nó. Inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Và chính ta sẽ mang lại cho bà, và ta sẽ chọn lựa nó vì thiên sứ của ta. Đây là lời hứa của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hứa nó sẽ được trả trở lại, nó sẽ được trả lại cho bà, nó sẽ trả lại cho nhà ngươi, và ta sẽ chọn nó là một vị Rasul của ta sau này. Đừng có lo và đừng có buồn. Nhưng mà không người mẹ nào lại không buồn về cái hoàn cảnh con mình hiện tại như thế. Nếu như chúng ta, con chúng ta đó, mà nó nằm bệnh ở bệnh viện, mà chúng ta không thể nào đến bệnh viện bên cạnh nó, mà chúng ta phải đi làm, thì tin chắc rằng cái người cha hay cái người mẹ đó đó sẽ không bao giờ mà tập trung vào làm công việc mình sẽ làm trước mặt.
Chỉ cần một tiếng đồng hồ trôi qua với anh ta thôi, anh ta có thể từ như đó là một ngày hoặc là nhiều hơn, và anh ta sẽ không ngừng liên tục bấm điện thoại để mà điện hỏi về sức khỏe của con mình, trong khi con mình đã đưa chăm sóc. Sẽ như thế nào con mình vừa sanh khỏi lòng mẹ để vào cái thùng và sau đó ném nó xuống biển cho biển nó sôi đi, giạt đi, trôi đi giữa biển, sóng vỗ và nó cuốn trôi đi cái thùng đó, thì không có người mẹ nào nỡ làm. Nhưng đó là lệnh dạy, tại vì bà ta làm được điều đó, tại vì bà ta tin rằng Allah subhanahu wa ta'ala đã hứa, và lời hứa của Allah chính là sự thật. Và sau đó Nabi sallallahu alaihi wasallam đã kể về cái sự kiện vào lúc đó, đã Nabi sallallahu alaihi wasallam nói: "Wallahi alladhi la ilaha ghayru inna umma Musa wada'at Musa ma'a ishraqi ash-shams dhalika al-yawm wa qad rada'a min satiha al-ayman wa ma ghaba ash-shamsu dhalika al-yawm wa ja'a illa wa huwa yarda'u min satiha al-aysar." Nabi sallallahu alaihi wasallam nói về hadith được ghi trong do Imam Ahmad ghi lại, là mẹ của Musa đã ta xin thề với Allah Subhanahu wa ta'ala mà đấng không có thượng đế nào đích thực ngoại trừ Ngài, rằng mẹ của Musa đã hạ sanh Musa và đã cho bà ta bú bên cái phần vú bên trái của bên phải của mình. Lúc mặt trời nó vừa mọc, hạ sanh Nabi Musa lúc mặt trời vừa mọc, và sau đó bà ta đã cho Nabi Musa alayhi salam bú bên cái bầu vú bên phải của mình. Và trước khi mặt trời lặn của cùng ngày hôm đó đó, là Nabi Musa đã đói khóc, và bà và Nabi Musa alayhi salam được bú lên cái phần vú bên trái của mẹ của mình, trong khi đã ném đi ra ngoài biển. Trong khi đã ném đi ngoài biển, ai đã mang Nabi Musa alayhi salam về cho mẹ? Allah subhanahu wa ta'ala. Đó là một sự yakin mà của người phụ nữ không thể nào tốt hơn như thế được. Một sự yakin kiên định rằng Allah sẽ cho, đó là lời hứa của đó, hãy việc làm theo, cứ việc làm theo mệnh lệnh của Allah subhanahu wa ta'ala đi, thì Ngài sẽ thực hiện lời hứa của Ngài đối với chúng ta. Và Allah subhanahu wa ta'ala phán ở câu kinh kế đó: "Faradadnahu ila ummihi kay la taqarra 'aynuha wa la tahzan." Và ta đã mang y Musa trở về cho mẹ của y để cho bà ta đừng có buồn gồng và đau khổ, và li ta lâm, và để cho bà ta biết rằng anna wa'dallahi haqq, và để cho bà ta biết rằng lời hứa của Allah chính là sự thật. Để cho bà ta biết lời hứa của Allah sự thật, lời hứa của Allah chính là sự thật. Walakin aktharuhum la ya'lamun, nhưng đa số mọi người là không biết nó. Đa số mọi người là không biết rằng lời hứa của Allah subhanahu wa ta'ala đó là sự thật. Ngài hứa những gì Ngài hứa là nó là sự thật, và nó sẽ xảy ra giống như Ngài đã hứa. Không ai có thể thay đổi được bất cứ gì Ngài mà Allah subhanahu wa ta'ala đã quyết định đó. Và cái câu kinh và cái chương kinh này đó, nó đã được thiên khải xuống cho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam chúng ta không phải vào một giờ khắc nào mà hết, mà ngay cái giờ khắc dầu sôi lửa bỏng. Đó là lúc mà Nabi sallallahu alaihi wasallam phải chạy trốn Quraysh, hijrat từ Mecca đi Madina. Lúc mà Nabi sallallahu alaihi wasallam cùng với Abu Bakr phải vô trong ẩn nấp trong cái hang và phải trốn trong đó, thì Allah subhanahu wa ta'ala đã thiên khải cái câu kinh, cái chương kinh này xuống cho Nabi sallallahu alaihi wasallam. Và Allah hứa: "Inna alladhi farada 'alayka al-Qur'ana laradduka ila ma'ad." Này Muhammad, cái đấng mà đã thiên khải thiên kinh Quran cho ngươi đó sẽ đưa ngươi trở về cố hương của ngươi. Bây giờ là ngươi đang bị chạy trốn khỏi nó đó, nhưng mà Ngài hứa rằng là ta sẽ hứa rằng sẽ đưa ngươi trở về cái cố hương của nhà ngươi. Dường như Allah subhanahu wa ta'ala muốn qua cái chương kinh này muốn nói với Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rằng: "Này Muhammad, Musa trước đây nó đã chạy trốn khỏi cái quê hương của y, và ngươi cũng sẽ chạy trốn giống như vậy. Và y đã được hứa là sẽ trở về cố hương của mình, và sẽ được ban cho vinh quang, và sẽ được ban cho chiến thắng, và được chọn làm chiến sứ, thì nhà ngươi cũng sẽ được như vậy đó hỡi Muhammad." Thì lúc này Nabi sallallahu alaihi wasallam an lòng và tin chắc đó là sự thật. Nên Nabi sallallahu alaihi wasallam đã khuyên với Abu Bakr, khi Abu Bakr đã nhìn xuống phía bên kia với cái miệng hang là những cái tên lính, những người Quraysh đã đứng xung quanh bên chờ ngoài cái hang á. Thì Abu Bakr nói: "Này Nabi, nếu như họ chỉ cần họ cúi người xuống, họ nhìn vào là họ sẽ thấy chúng ta. Chỉ cần họ cúi xuống thôi." Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam nói: "Này Abu Bakr, ông đừng tưởng chỉ có tôi với ông trong hang, Allah subhanahu wa ta'ala là đấng thứ ba trong hang chúng ta." Đó là sự yakin.
Nabi sallallahu alaihi wasallam khẳng định rằng điều hứa với Allah Ta'ala chắc chắn sẽ xảy ra, trong khi đó là lúc cái chết ngay trước mặt, chỉ cần họ cúi xuống họ nhìn là cái như Nabi sallallahu alaihi wasallam sẽ bị giết, Abu Bakr sẽ bị giết. Nhưng Nabi sallallahu alaihi wasallam đã dững dưng và Nabi sallallahu alaihi wasallam đã ăn lòng nhớ lời hứa của Allah Subhanahu wa ta'ala. Sau khi Nabi rời khỏi cái hang đó thì Nabi sallallahu alaihi wasallam hướng về Madinah, thì sau lưng Nabi là ông Suraqa bin Malik rượt đuổi theo. Và ông Suraqa bin Malik, ông ta đã kể trong lúc đó ông ta là vẫn là con người kafir, ông ta nói chỉ còn khoảng cách giữa tôi với Nabi sallallahu alaihi wasallam là một con ngựa, tức là khoảng tầm 1.5 mét đến 2 mét, thì con ngựa tôi không thể đi và nó bị lúng. Và như thế nó xảy ra 2-3 lần. Thì tôi mới nói này Muhammad, người chắc chắn rằng là người không bao giờ có thể đụng chạm được nhà người. Nhưng mà ta muốn một điều hứa từ nhà người thôi Muhammad. Chúng ta thấy bây giờ cái điều chỗ này là điều để chúng ta thấy lạ lẫm. Cái người bị đuổi giết với cái người ngược giết phía sau đó, đúng ra đó là cái người bị đuổi đó phải nói với cái người đuổi: anh đừng có giết tôi sẽ cho anh cái này hay cái này, hứa hẹn. Nhưng mà ngược lại, cái người đuổi giết phía sau ông Al-Suraqa đã năn nỉ Nabi: này Muhammad, ta chắc chắn rằng ngươi không thể nào bị xâm phạm, nhưng mà ta muốn ngươi hứa với ta một điều, cho ta cái gì đó. Tại vì Quraysh đã hứa cho ta tới 100 con lạc đà, nếu ta bắt sống nhà ngươi hay là cái xác của nhà ngươi thì ta cần phải trở về một cái gì đó, không thể về tay không được thôi Muhammad. Một điều lạ lắm chỗ này. Tại sao là như vậy? Thì Nabi sallallahu alaihi wa sallam lúc này mới say nghe mà nói: Suraqa, này Suraqa, ta hứa cho nhà ngươi hai cái dòng của Vua Ba Tư đang đeo. Subhanallah. Ba Tư là thời đó là thời kêu là cường quốc. Ba Tư thời đó là cường quốc. Mà Nabi sallallahu alaihi wa sallam hứa rằng: này Suraqa, ta hứa cho nhà ngươi hai cái dòng mà Vua Ba Tư đang đeo trên tay đó, ta sẽ hứa cho nhà ngươi. Thì Suraqa nói: này Muhammad, ta tin rằng ngươi không nói dốc, nhưng ta muốn có chứng cứ. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam nói với Abu Bakr: hãy giết đi Abu Bakr. Thì Abu Bakr đã giết Bismillahirrahmanirrahim từ Muhammad bin Abdullah, hứa với ông hỡi Suraqa hai cái dòng của Vua Ba Tư wassalam, và đưa cho ông ta cái lá thư đó, và ông ta đã giữ và ông ta trở về. Ông ta đã cầm cái lời hứa, cái bức thư này vì đã hứa với ông ta hai cái dòng của Vua Ba Tư đang đeo đó, và ông ta đã trở về. Và ông ta đã vào Islam vào cái thời Fath, vào thời mà Nabi sallam trở lại chiếm đóng Makkah. Vinh quang đến với Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah đã hứa sẽ ban cho Nabi sự chiến thắng, trong khi Nabi đã bị đuổi và chiến thắng trở lại, và Nabi đã vinh quang đi vào trong Makkah. Nabi đi vào trong Makkah một sự hùng hồn mà tất cả những Quraysh phải cúi đầu và sợ hãi và khiếp sợ. Trong đó có Abu Sufyan và ông Suraqa. Khi mà Nabi sallallahu alaihi wasallam trở lại Makkah, khi mà chiếm đóng trở lại Makkah, quay trở về chiếm lại Makkah, thì cái đoàn quân rất là hùng hậu của Nabi sallallahu alaihi wasallam tiến từ xa đi vào làm cho mọi người khiếp sợ. Nhưng ông Abu Sufyan, ông ta lại tỏ vẻ, lúc đó ông ta nói nếu như Muhammad nó bước vào chỉ cần qua nửa bước cái cửa này thôi, tức là cái cửa thành của Makkah, thì ta sẽ chém nó bởi hai cái kiếm trên tay ta. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam đã dặn trước đó tất cả mọi người khi vào thành Makkah không ai được phép nói chuyện bất cứ lời nào và không được nói bất cứ điều gì, tất cả im lặng, hãy để lời nói đó dành cho Allah Subhanahu wa ta'ala và thiên sứ của Ngài. Thì tất cả Sahaba làm theo lệnh, không ai nói bất cứ điều gì khi họ tấn công vào nhà Makkah. Và khi đến Makkah thì Nabi sallallahu alaihi wasallam nói: này mọi người, tức Nabi nói với người Quraysh, ai đi vào masjid thì người đó sẽ được bình an, và ai đi vào nhà của Abu Sufyan người đó sẽ được bình an, và ai đi vào trong nhà của mình người đó sẽ bình an. Tức ai mà còn đứng ở ngoài những khu vực đó thì người đó sẽ không thể được bình an được. Thì lúc này Abu Sufyan đã nghe được cái lời nói Nabi nhắc đến ông ta trong cái hoàn cảnh lúc đó, thì ông ta lại mắc cỡ buông kiếm mình xuống, và ông ta nói với Abbas, cái người đứng kế bên mình: nè Abbas, có phải Muhammad nó đang nói tới tôi không vậy? Thì ông Abbas nói: đúng vậy, Nabi đang nói đến ông. Thì ông Suraqa ngay lúc đó đã nghe được cái sự kiện đó, ông ta đã đến trước mặt của Abbas và đã tuyên thệ câu shahada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Suraqa bin Malik đến chừng đó mới về Islam. Và sau khi Nabi đã vào trong Makkah và đã chiếm lãnh được Makkah, thì ông Abu Sufyan mới nói với Nabi sallallahu alaihi wasallam, mới nói với ông Abbas: này Abbas, bây giờ tôi muốn vào Islam, vậy cho Muhammad có chấp nhận tôi không? Thì Abbas mới nói: chấp nhận. Ông mới đi đến trước mặt của Muhammad, mà ông ta thì ông hãy nói, và tôi chỉ cho ông một điều, ông nói: ông hãy đứng trước mặt của Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam mà ông nói những lời lẽ mà anh em của Nabi Yusuf đã nói với Yusuf. Và ông ta đã nghe và ông ta đi làm theo.
Thì khi ông ta đến gặp Nabi sallallahu alaihi wasallam thì Nabi lúc này không muốn nhìn mặt ông ta. Tạm là kẻ thù giết rất nhiều sahaba, chống đối Nabi ngay từ ban đầu cho đến ngay phục hồi đó. Nên Nabi không muốn nhìn ông ta, cho Nabi đã ngoảnh mặt sau bên thêm tối nay Muhammad, tôi muốn vô Islam, tôi muốn theo cái đạo của Nabi. Thì Nabi đã không nhìn ông ta. Thì ông ta nhìn lên Abbas đứng từ đằng xa trên núi. Thì ông Abbas đã làm dấu như giống như được ghi trong Sahih Bukhari, đã làm dấu bảo ông ta hãy lặp lại lời đó. Và ông ta lặp lại và ông ta nói: này Muhammad, ta muốn nói với ông bằng cái lời lẽ mà anh em của Yusuf đã nói với Yusuf. Tallahi laqad asarakallahu alayna wa in kunna la khati'in. Rằng là gì? Allah subhanahu wa ta'ala đã ban cho em nhiều hơn chúng anh, và chúng anh là những người sai lầm. Đó là lời lẽ và ý nghĩa mà Allah sala phán Quran về lời lẽ mà anh em của Nabi Yusuf khi mà họ nhận lỗi với Nabi Yusuf. Rằng Allah subhanahu wa ta'ala đã ban cho em những điều tốt đẹp hơn chúng anh, và chúng anh là những người sai lầm. Và ông ta đọc lại 3 lần như thế. Và Nabi sallallahu alaihi wasallam lúc này đã rơi nước mắt. Nabi đã rơi nước mắt và Nabi đã khóc. Và Nabi sallallahu alaihi wasallam nói: La tathriba alaykumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Ngày hôm nay đây không có bắt lỗi các anh được. Ngày hôm nay không có bắt lỗi nhau nữa. Allah subhanahu wa ta'ala sẽ tha thứ cho tất cả bởi Ngài đấng rất vực độ lượng nhiều khoan dung. Và ông ta đã thiên thể Islam và ông ta đã dở Islam ngay cái giờ phút đó. Thì chúng ta thấy Allah subhanahu wa ta'ala đã hứa với Nabi sallallahu alaihi wasallam sẽ được chiến thắng vinh quang và sẽ hùng hậu trở về cái quê hương của nhà ngươi, và ta sẽ cho nhà ngươi chiếm lãnh là cái quê hương của nhà ngươi. Nhưng ngay bây giờ ngươi bị đuổi, thì đó là lời hứa của Allah subhanahu wa ta'ala, và Nabi đã tin đó là sự thật. Và ông Surah có, ông ta đã sống vào thời của Nabi sallallahu alaihi wasallam nhưng Nabi qua đời. Sau đó ông ta sống được cái thời của Abu Bakr làm thủ lãnh, và Abu Bakr cũng qua đời nhưng mà cái lời hứa của Nabi cho ông ta vẫn chưa được thực hiện. Và ông ta sống đến thời của đến Umar thì lúc này ông ta đã rất già, đi trong gậy và tóc ông ta đã bạc, tay chân đã yếu. Thì thời của Umar, Allah subhanahu wa ta'ala đã cho Umar chiếm lấy được Ba Tư, và tài sản và vàng bạc châu báu của vua Ba Tư được đem đến Madinah đặt trước mặt Umar. Tất cả châu báu và vàng bạc của nước Ba Tư, một cường quốc thời đó, đã được mang đến trước mặt Umar. Và Umar đã đứng về trước mọi người và nói: này hỏi mọi người, ta có một điều muốn thông báo với tất cả, nhưng mọi người hãy tìm cho ta Suraka bin Malik. Thì mọi người đã tìm và ông ta đã đến chống gậy, đến và ông ta đến gặp Umar. Thì Umar nói: này Suraka, ông hãy đưa cho ta cái bức thư mà Nabi sallallahu alaihi wasallam đã đưa cho ông trước lúc Nabi di cư. Và ông ta đã đưa bức thư đó cho Nabi sallallahu alaihi wasallam, cho Abu Umar. Và Umar đã cầm bức thư đó mà nói: Bismillahirrahmanirrahim, từ Muhammad bin Abdullah, hứa với Suraka bin Malik, hai cái dòng đeo của vua Ba Tư, wassalam. Thì ông hãy lấy đi, đây là hai cái dòng mà Nabi được hứa với. Hai cái dòng mà Nabi được hứa với ông, hãy lấy đi hay Suraka. Ai đã hứa như Nabi, ai đã hứa ông Suraka? Nabi sallallahu alaihi wasallam thì đó chính là sự yakin, khẳng định rằng Allah subhanahu wa ta'ala hứa thì đó là sự thật. Và Nabi sallallahu alaihi wasallam nói đó là sự thật. Thì chúng ta đang đứng trước cái bổn phận của Allah subhanahu wa ta'ala giao chúng ta, chỉ còn một vài tiếng đồng hồ nữa đây thôi. Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa đây thôi, chúng ta sẽ đối diện một cái mệnh lệnh mà Allah sallallahu alaihi wasallam đã bảo chúng ta: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Này hỡi những người có đức tin, ta các ngươi được bắt buộc phải nhịn chay Ramadan giống như đã bắt buộc những thế hệ trước các ngươi đã nhịn, mong rằng qua điều đó các ngươi sẽ trở thành những người biết kính sợ. Thì chúng ta hãy làm bổn phận của một người Muslim, một người nô lệ của Allah subhanahu wa ta'ala trước mệnh lệnh mà đấng chủ nhân đã ra lệnh cho chúng ta, hãy hoàn thành cái bổn phận đó. Rồi tất cả mọi việc phó thác cho Allah subhanahu wa ta'ala, thì Ngài sẽ cho chúng ta tội nguyện như Ngài đã hứa chúng ta những cái gì mà Ngài đã hứa. Nếu như chúng ta lo lắng về cái bổng lộc rizki trong tháng Ramadan này sẽ không có. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Và cái rizki của các ngươi sẽ từ trên trời đã hứa sẵn, định sẵn cho các ngươi, nó sẽ tìm đến các ngươi. Và một cái hadith sahih khác này, Nabi sallallahu alaihi wasallam nói rizki, chúng ta đừng tưởng rizki chỉ có tiền. Rizki nó không chỉ có tiền. Rizki là có tất cả những gì mà chúng ta có được, gọi là rizki sức khỏe,
sự đi đứng nhanh nhẹn và quần áo và vợ đẹp, hay là quần con ngoan, hay là nhà cửa, hay là tiền bạc, và tất cả mọi thứ được gọi là risky. Risky của các ngươi nó sẽ tìm đến với các ngươi còn hơn cả việc cái chết đi tìm các ngươi. Chúng ta sợ chết, chúng ta chạy đi kiếm tiền, nhưng mà này bị nói tiền nó sẽ đến tìm chúng ta đó, còn hơn là cái chết đó đến tìm chúng ta. Đừng có lo, hãy hoàn thành bổn phận mình chứ Allah subhanahu wa ta'ala khi Ramadan đến thì chúng ta sẽ được những gì Ngài đã hứa với chúng ta. Đó mới gọi là sự gia kiên. Thì còn vài tiếng đồng hồ nữa đây thôi, chúng ta sẽ đón nhận một vị khách đặc biệt, mà cái vị khách này một năm chỉ đến với chúng ta chỉ có một lần, và không bao giờ đến với chúng ta lần thứ hai trong năm, và không phải ai đón được nó là được hoàn thành sứ mạng trong cái lúc đó. Tại vì Allah subhanahu wa ta'ala có thể cho những người khác, họ cũng có ước mơ Ramadan, nhịn như Ramadan hay là hành đạo Ramadan, nhưng họ phải bệnh, họ phải bận công việc, phải đi xa, họ phải đôi khi họ sẽ chết trước khi Ramadan đến, hoặc là họ sẽ không thể nhịn trong Ramadan đến. Thì chúng ta là những người đã được cơ hội diễn phúc, còn vài tiếng đồng hồ nữa đây thôi, chúng ta sẽ được đón nhận một vị khách đặc biệt mà Allah Sala ban xuống, mang đến sự rahmat của Ngài đến với tất cả mọi người vào trong cái tháng đó. Đó là Ramadan, tháng mà tất cả những người Muslimin trên thế giới mơ ước được nè. Thì cái lời khuyên dành cho chúng ta trước khi bước vào Ramadan, đó là tauba, đó là sám hối, đó là sự sám hối. Tất cả chúng ta đã trượt dài trong tội lỗi, và tất cả chúng ta đã làm không biết bao nhiêu điều cho Allah subhanahu wa ta'ala giận, kể cả bản thân của cái người nói khutbah. Tất cả kullu ibnu adam khata, tất cả con cháu của Adam đều là tội lỗi, không ai trong chúng ta tránh được cái tội hết. Người tốt nhất trong số người làm lỗi đó là người sám hối. Thì hãy sám hối đi, đây là cơ hội. Và sám hối đi đây là lúc mà để chúng ta sám hối. Hãy sám hối đi, đây là lúc mà Allah Sala đang mở cửa chào đón chúng ta, và cánh cửa sám hối xong bao giờ đóng. Ngoại trừ hai trường hợp Allah Sala sẽ đóng, thì không bao giờ chấp nhận đối với con người. Thứ nhất là cái mặt trời sẽ mọc lên ở phương Tây, đó là lúc sám hối đã bị đóng. Thứ hai là đối với mỗi người chúng ta, khi mà cái chết lên đến cần cần cổ, chúng ta hước hấp hối về cái hơi thở cuối cùng, thì cái sám hối lúc đó là vô giá trị. Bây giờ là lúc chúng ta hãy sám hối nè. Đừng chờ cho đến thêm giây phút nào nữa, mà hãy ngay bây giờ hãy sám hối với Allah subhanahu wa ta'ala, để cho Ngài thấy được con tim của mình là sự sám hối thật sự, để Ngài phù hộ chúng ta được đến với Ramadan bình an, và lấy được thu thập những gì trong Ramadan mang đến, và đầu tư làm giàu cho nó, và sau đó rời khỏi Ramadan với một sự niềm vinh dự và niềm hạnh phúc và mừng rỡ, vì chúng ta được Allah subhanahu wa ta'ala tha thứ tội lỗi. Tại sao người mu'min lại mừng rỡ khi Ramadan đến, và họ mừng rỡ khi Ramadan ra đi? Tại vì sau Ramadan họ là người được Allah subhanahu wa ta'ala xóa sạch tội cho họ. Còn nhục nhã và rất là nhục nhã đối với người nào đáng úp mặt quay xuống đất, đối với người mà Ramadan đến và y đón nhận được nó, và Ramadan ra đi y chia tay nó, nhưng y vẫn còn mang tội, Allah Sala vẫn chưa xóa cho nó, thì đó là người nhục nhã nhất. Thì chúng ta hãy đón đi những cách Ramadan. Thì Ramadan là tháng để chúng ta tâu bạch, Ramadan là tháng để chúng ta hành lễ Salah, Qiyam, Taraweh, Ramadan là tháng để chúng ta bố thí vì Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan là tháng để chúng ta tập thiên kinh Quran nhiều hơn nếu như trước đó chúng ta không thể, và Ramadan là tháng để chúng ta ngồi lại kiểm nghiệm và xét lại bản thân của mình, tâu bạch lại những gì mình đã làm, đã bao nhiêu lần mình đã ngồi một mình trong phòng đóng cửa là bốn bức tường, bên cạnh đều có haram. Chúng ta nghĩ rằng không ai thấy, chúng ta tưởng rằng không ai biết, nhưng Allah subhanahu wa ta'ala nhìn thấy tất cả những gì chúng ta đang làm bên dưới. Chẳng lẽ điều đó không đáng để chúng ta tâu bạch với Allah subhanahu wa ta'ala hay sao? Chẳng lẽ chúng ta không khóc cho bản thân mình để được Allah ta'ala thương xót chúng ta hơn hay sao? Thì Ramadan là tháng để chúng ta tâu bạch, Ramadan là tháng để chúng ta quay trở về với Allah subhanahu wa ta'ala. Hãy cởi bỏ đi cái lớp áo tội lỗi để lại xuống, và hãy hướng tới với Allah subhanahu wa ta'ala trước. Chỉ cần chúng ta bước một vài bước đi đến Ngài, thì Ngài sẽ chạy đến với chúng ta, giống như Nabi Sallam nói ở Hadith Qudsi: ai đến với ta một gang tay sẽ đến với một cánh tay, và ai đến với ta một cánh tay sẽ đến với một gang tay, và ai đi bộ đến ta sẽ chạy đến đi. Và Allah rất là mừng rỡ đối với người nô lệ sám hối với Ngài.
Thì đó là những cái điều mà Allah Ta'ala đã hứa hẹn cho chúng ta. Thì nếu như chúng ta không làm được thì hãy biết rằng cái sự già kinh trong lòng của chúng ta nó đã đang tụt dốc, không thể nào phanh được. Thì hãy cố gắng phanh nó lại, thắng nó lại, để chúng ta được tin tưởng vào phần thưởng mà Allah Subhanahu Ta'ala đã hứa cho chúng ta. Thì cầu xin Allah Subhanahu Ta'ala đấng rộng lượng, đấng bác ái, đấng Rahman và đấng Rahim tha thứ tất cả những gì tội lỗi chúng ta đã làm trước đây, và cầu xin Ngài phù hộ chúng ta đầy đủ sức khỏe đón nhận được cái tháng Ramadan Karim hồng phúc, và cầu xin Ngài phù hộ chúng ta hoàn thành được cái bổn phận của tháng Ramadan bằng những gì mà Ngài đã bắt buộc chúng ta và những gì mà Ngài khuyến khích chúng ta qua cái lời hứa của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, và cầu xin Ngài chấp nhận hết tất cả những gì chúng ta sẽ làm trong Ramadan tới đây, đặc biệt là hãy quan tâm nhiều nhất đó là Quran, tại vì Quran là tháng đó là tháng mà Allah Subhanahu Wa Ta'ala là tháng mà Nabi Sallam đã nhận được Quran trong tháng Ramadan, và đó là tháng mà tất cả ulama khi Ramadan đến họ dẹp hết tất cả mọi việc làm và họ tập trung vào Quran và họ đọc Quran ngày và đêm, và chúng ta hãy tận dụng tất cả thời gian chúng ta có. Nếu như chúng ta ngồi nói chuyện, xem phim, qua TV, đọc báo thì hãy dẹp hết tạm thời, quản nó một bên đi, hãy tập trung vào Quran hoặc là zikir để chúng ta được gần với Allah Subhanahu Wa Ta'ala, chuốc lại những gì chúng ta đã chưa làm được ở quá khứ. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين اللهم اجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر البلاد المسلمين اللهم من أراد بها بأهل هذا البلاد وأمرهم بسوء فرد كيدهم على نحره يا قوي عزيز يا عزيز اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان وتقبل منا رمضان يا رب العالمين يا أرحم الراحمين واقم الصلاة